Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Trên tay tôi là một trong những cái bình hoa sen rất là được nhiều người ưa chuộng. Và hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị để mua được bình hoa sen này như thế nào và để lựa chọn ra làm sao cho nó phù hợp, và cái kích thước của bình hoa sen và cái chất liệu gỗ của bình hoa sen nó là như thế nào. Thì hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị móc mẽ cái này ra. Và chúng ta thấy được rằng là để ở trên đây thì tôi phải lấy cái giấy này, tôi cho nó vào đây cho đỡ xước. Đây, ngồi trên cái đôn này tôi sẽ chia sẻ cho quý vị. Bởi vì là với một số người thì có thể là không biết được rằng là cái bình hoa sen này ấy, là khi mà mua ấy thì nó có chất liệu gỗ như thế nào. Đối với những người mà để bình hoa sen này trên bàn thờ thì chúng ta nên lựa chọn gỗ gì cho nó phù hợp. Nếu mà chúng ta không lựa chọn về gỗ thì chúng ta cũng phải biết để làm sao cho nó phù hợp, đúng không ạ? Đầu tiên ấy, thì cái bình hoa sen này như quý vị thấy ở trên thị trường người ta bán rất là nhiều, cực kỳ nhiều, và nó có rất là nhiều mẫu, có rất là nhiều về cái chất liệu gỗ. Ví dụ như là gỗ mít này, gỗ hương này, gỗ gụ này, gỗ pơ mu này, gỗ keo, gỗ xả cừ, gỗ chắc, gỗ mun. Đấy, và một số các cái dòng gỗ khác nữa thì chúng tôi cũng chia sẻ cho quý vị là vài cái chất liệu gỗ đó cũng đã đủ để cho quý vị thấy rồi. Đối với trên bàn thờ chúng ta nên lựa chọn là cái loại gỗ gì để cho nó phù hợp, thì theo quan điểm mà chúng tôi đã bán hàng, chúng tôi đã làm, thì cái điều mấu chốt nhất là những người người ta lựa chọn cái dòng gỗ có cái độ tâm linh cao. Thứ nhất là chúng ta sẽ chọn về cái gỗ, ví dụ như là gỗ mít hay là gỗ ngọc am hay là gỗ dổi, gỗ vàng tâm, đúng không ạ? Rồi thì một số các dòng cao cấp nữa thì là người ta sẽ chọn vào gỗ hương. Nhưng mà gỗ hương thì thường thường để trên bàn thờ thì người ta cũng sẽ ít hơn rất là nhiều so với cái dòng gỗ mít hoặc là gỗ vàng tâm hoặc là gỗ ngọc am. Thế thì ở đây hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị là một cái dòng gỗ mít, còn các cái dòng gỗ khác tôi sẽ chia sẻ cho quý vị ở cái video sau. Gỗ mít là một trong những cái dòng gỗ nó được mệnh danh là vàng, bởi vì khi chúng ta cắt cái mít ra bên trong nó vàng ươm như này. Màu sắc của nó là màu nguyên thủy, tức là màu bản gốc của nó là màu vàng. Cho nên là mọi người vẫn cứ có một cái tâm linh rằng là đó là cái cục vàng. Mà cục vàng để trên bàn thờ thì đương nhiên nó là một cái điều giá trị về tâm linh rất là tốt, đúng không ạ? Cho nên là đấy cũng là một trong những cái giá trị đầu tiên. Cái thứ hai nữa là gỗ mít là một trong những cái dòng gỗ nó khá là nhẹ, mà từ cái thời xa xưa người ta đã làm tượng để trong chùa hoặc là làm các cái mái đình, mái chùa bằng gỗ mít rồi. Thì đấy cũng là một trong những cái mà lý do tại sao là người ta gọi đó là cái dòng gỗ tâm linh. Một cái điểm nữa tức là về cái gỗ mít ấy, thì chúng ta thấy được rằng là cái cây mít nó sống rất là trường thọ, và cây mít thì gắn liền với những người ở nhà quê. Trong quê thì người ta có cây mít ở trước cửa hoặc là ở sau vườn. Và một cái điểm nữa tức là cây mít ấy, nó sinh sôi nảy lở, nó ra trái ra hoa. Và chúng ta thấy được rằng là khi mà sinh sôi nảy lở rất là nhiều trái nhiều hoa như vậy thì người ta tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho đông con nhiều cháu, đúng không ạ? Và cái cây mít ấy, cái lá mít nó có thể là chữa được rất là nhiều bệnh. Đó chính là những cái mà nếu như quý vị lên trên Google, quý vị có thể search được rằng là cái gỗ mít nó có chữa được bệnh gì hay không, thì đó là những cái mà người ta sẽ trả lời quý vị. Bởi vì chúng tôi biết là khi mà những người phụ nữ bị tắc tuyến sữa, khi mà sinh con ấy, tắc tuyến sữa, thì người ta sẽ lấy cái lá mít đó người ta hơ vào lửa, người ta chườm lên là tuyến sữa đó nó lại ok, nó lại thông thủy. Đó là một cái điều rất là thực tế. Cho nên là gỗ mít tại sao nó gắn liền với cái tâm linh, gắn liền với con người, thì chính vì cái điều này là cái điều mà người ta đúc kết rất là nhiều rồi. Cho nên là khi mà chúng ta mua cái bình hoa sen ấy, chúng ta phải hiểu sâu về nó thì chúng ta mới thấy là nó có rất nhiều ý nghĩa. Chúng ta nên mua bình hoa sen bằng gỗ mít, chứ nếu như chúng ta mua bình hoa sen bằng gỗ khác thì chúng ta sẽ không thấy được cái giá trị về tâm linh của nó, đúng không ạ? Bình hoa sen bằng gỗ mít này được làm bằng gỗ mít và được chạm phần dưới này là một cái bình. Có thể chúng ta nhìn chúng ta đã thấy được nó bắt mắt rồi, đúng không ạ? Nó như là một bình trang trí. Thế nhưng bên trên chúng ta đã thấy là cắm những cái bông hoa sen, lá sen, nụ sen, và chúng ta thấy được rằng là nó rất là đẹp và bắt mắt. Trên cái bàn thờ rất là nhiều người người ta trưng bày, người ta mua những cái gì đó mà nó biểu tượng là những cái hoa sen. Bởi vì trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Cái hoa sen là một trong những cái tinh khiết
Và cái hoa sen này là những cái việc mà tâm linh người ta hay thấy được rằng là những cái vị Phật Bồ Tát hay là vị Phật Tổ hay ngồi lên các cái đài sen, các cái tòa sen, đúng không ạ? Thì đây cũng là một cái ý nghĩa phong thủy rất là tốt về tâm linh. Thế cho nên là khi chúng ta trưng bày cái bình hoa sen này trên bàn thờ, nó mang lại cái ý nghĩa về phong thủy, cái giá trị về tâm linh. Nó sẽ mang lại cái tài lộc, cái phú quý khi mà quý vị trưng bày cái bình hoa sen này trên bàn thờ. Và cái cách mà chúng ta trưng bày bình hoa sen này trên bàn thờ, chúng ta phải mua một đôi. Vì ở đây chúng tôi chia sẻ cho quý vị một bình thôi. Thế nhưng mà quý vị trưng bày trên bàn thờ, quý vị phải mua một đôi. Bởi vì quý vị để bên phải một bình, để bên trái một bình, để cho nó gọi là cân đối, đúng không ạ? Đấy là một trong những cái vô cùng quan trọng. Và bình hoa sen này cũng đã được rất nhiều các cái nhà chùa, nhà sư người ta đã mua về, người ta đặt ở trên bàn thờ ở trong đình, trong chùa. Hai nữa là trong gia tiên thì mọi người cũng đã mua những cái bình hoa sen này về để đặt trên bàn thờ gia tiên, bàn thờ tổ của dòng họ. Rồi thì những cái bình hoa sen này, một cái điểm nữa tức là người ta mua để người ta đi công đức. Cho nên là mọi người nên nhớ rằng là bình hoa sen ấy mà để trên bàn thờ, chúng ta nên lựa chọn bình hoa sen gỗ gì, chất liệu như nào và cái ý nghĩa, cái phong cách, cái tác dụng của nó, thì quý vị mới thấy được là khi quý vị bỏ một đồng tiền ra, quý vị mua nó mới có cái ý nghĩa, đúng không ạ? Bình hoa sen như thế này thì giá thành nó cũng rất là rẻ thôi. Bình thì có loại 11 bông, loại 13 bông, loại 15 bông, đúng không ạ? Ví dụ chúng ta sẽ cân đối bàn thờ, ví dụ như bé chúng ta đặt loại bé, bàn thờ to chúng ta đặt loại to, đúng không ạ? Và cái bình như thế này thì chia sẻ cho quý vị là giá thành của nó bằng gỗ mít là 1.500.000 một bình, 3 triệu một đôi. Đấy, cho nên là hôm nay thì quý vị sẽ thấy được rằng là chúng tôi chia sẻ cho quý vị để cho quý vị nắm được. Còn về cái hoa sen, cái cánh sen như thế nào thì quý vị thấy không ạ? Về cái hoa sen ấy thì chúng ta thấy được rằng là chạm khắc từng cái cánh sen này một, xong bắt đầu là ghép vào với nhau để tạo thành một cái bông hoa sen, và nó nhìn nó rất là bắt mắt. Cái lá sen này cũng vậy này, khi mà không phải chúng ta tự nhiên có một cái lá sen mà do con người chúng ta tạo lên, con người chúng ta chạm khắc lên thì nó thành cái lá sen, thành cái bông sen, thành cái lụ sen, đúng không ạ? Và một cái điểm nữa tức là chúng tôi cũng phải chia sẻ cho quý vị là các cái cành cắm lên trên này là chúng tôi làm bằng mây, làm bằng mây để cho nó, anh em nhìn này, nó có độ đàn hồi và nó không bị gãy. Đấy, và chúng ta thấy được rằng là khi mà làm cái mây này thì chúng ta thấy được rằng là nó sẽ rất là bền. Mọi người đã dùng hàng mây che nan rồi, quý vị cũng đã biết rồi, đúng không ạ? Cho nên là một bình hoa sen quý vị nhìn thấy hấp dẫn không? Này, đẹp không? Cái bình hoa sen để trên bàn thờ thì nó sẽ dùng đến 3 chiều. Cái chiều đằng sau này là nó sẽ dựa áp vào tường, cho nên là cái chiều đằng sau này nó không có cắm được. Mặt đằng sau này không có cắm, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta thấy được rằng là mặt đằng trước, đấy, anh em nhìn thấy chưa? Đẹp chưa? Long lanh cảnh đảo. Thực sự với quý vị, nếu quý vị mà đã xem cái video này rồi mà quý vị vẫn chưa có liên tưởng gì đến bình hoa sen thì quý vị có thể xem lại một cái video tiếp theo. Và chúng tôi luôn cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi cái video này. Nếu quý vị nào mà có cái nhu cầu muốn sở hữu cho mình một bình hoa sen đẹp, một trong những cái bình hoa sen chất lượng, thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi. Bởi vì nếu quý vị đi mua, quý vị không nắm được ấy, người ta có thể cho quý vị cái bình này bằng gỗ xả cừ hoặc bằng gỗ keo, người ta nhuộm vàng và quý vị cũng không thể biết được. Cho nên là đấy cũng là một trong những cái mà quý vị lên để ý. Bởi vì tôi bật mí cho quý vị, đây là cái mây, tại sao nó lại thành màu vàng. Mây không bao giờ có màu vàng như này, nhưng khi người ta nhuộm thành màu thì nó sẽ thành màu vàng. Và quý vị thấy không ạ, nó rất giống với màu gỗ mít, nó rất giống màu gỗ mít luôn. Đấy, cho nên những người nào mà không trong nghề, quý vị có thể bị lừa bình thường. Đấy, cho nên là chúng tôi ấy, với 27 năm kinh nghiệm thì chúng tôi đã làm cho rất rất nhiều mọi người rồi. Cho nên là cái vấn đề uy tín chất lượng ấy, nó luôn luôn đi vào hàng đầu. Nó luôn luôn đi vào hàng đầu. Cho nên là quý vị cần thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi. Và một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.